Xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh Đào Tết Lạng Sơn nhé. Thì hôm nay là ngày 29 tháng 7 âm lịch, cuối tháng 7 âm rồi các bạn. Thì em quay lên cái vườn đào mà cách đây được hơn 1 tuần, gần 2 tuần rồi các bác. Em quanh từ ngày 18, 19 tháng 7, thì hôm nay 29 rồi, được hơn chục hôm rồi. Thì sau một trận mưa của cách đây mấy hôm thì cái cây đào của em nó hãm rồi, thì nó vẫn lên được tầm độ gần 1 gang nữa nhé các bác. Đấy, trước đấy em hãm thì lúc em bắt đầu khoanh ấy. Đây các bác, cái gốc em đã khoanh đây đây, cái vết khoanh này các bác, dùng cưa nhé các bác, giật xung quanh một đường như này nhé. Thì cái lúc đấy dăm nó chỉ độ 20 cm thôi, thì sau một trận mưa rào thì dăm nó khoảng độ 1 gang tay này, 2 gang tay của em nha các bác. 2 gang tay của em có nghĩa là nó được mà hơn 30 cm, 35 cm rồi các bạn. Thì cái độ dài của dăm 35 đến 40 cm này thì là đẹp nhất rồi nha các bạn. Nếu mà để dài quá thì dăm nó cũng nhìn nó hoa, nó không đẹp. Ngắn quá thì cũng không đẹp. Cứ tầm độ 35 đến 40 cm là đẹp nha các bác. Đấy. Và sau khi em khoanh thì các cái lá nó vàng đi và nó cứng lại. Ngọn nó không đi nữa nha các bác. Đấy. Đấy các bác. Nhiều bác thì cũng có bình luận là hỏi khoanh thế có sợ chết không? Cây bé mà khoanh dùng cưa để khoanh thì có sợ chết không? Thì đây nha các bác. Em dùng cưa em khoanh đây. Cây đào của em thì cũng nó cũng gốc của nó cũng chỉ bằng 2 đầu ngón tay thôi các bác. Đây. Cái vết khoanh này các bác. Cây của em chỉ bằng 2 đầu ngón tay thôi. Thế nhưng em khoanh thế hãm được, thẳng hãm được luôn nha các bác. Lá nó già vào đứng lại luôn. Em cũng đã thử khoanh một số cái cây, các cái cây bằng bằng dao, thế nhưng mà khoanh bằng dao thì không hiệu quả bằng cưa các bác ạ. Khoanh bằng dao thì thấy một số bác thì bảo là an toàn hơn, thế nhưng mà em thấy dùng của dao khoanh thì không hãm được, hãm nó kém hơn là dùng cưa này các bác. Dùng cưa cái hãm thoát thì là cây nó đứng luôn như các bác. Đó. Đây các bác. Đây. Trước cách đấy mấy hôm thì là dăm nó cao bằng này. Sau một trận mưa thì nó cao thêm độ 10 phân nữa. À, đến tầm độ cuối tuần này thì trời bắt đầu trở lạnh thì là đẹp nhé các bác. Cây đào này thì em cắt được 5 lần dăm nên là dăm khá là dày các bác. Năm nay là năm nhuận mà. Đây các bác. Dăm quá dày luôn. Dáng thế của cây đào em làm đều là dáng huyền các bạn. Dáng này khá được được rất nhiều người thích. Đây, cây dăm này các bạn. Dăm của em năm nay 1 gang tay này, 2 gang. Đấy. 2 gang bắt đầu nhìn cái ngọn nó đã đứng lại nha các bạn.
Rồi, mà xin kết thúc video tại đây nhé. Hẹn các bác trong cái video tiếp theo nhé.